Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Chúng ta lại quay trở lại cùng với chuyên mục review đồng hồ và ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về mẫu đồng hồ Rolex Daytona 116503 mặt số khảm trai. Với mức giá dao động từ 12.500 USD tới 125.450 USD, không kể những phiên bản đặc biệt xuất hiện trong các phiên đấu giá, thì Daytona là mẫu đồng hồ thể thao biểu tượng được săn lùng trong làng chế tác. Mà để nếu mua mới tại các đại lý hay là cửa hàng chính hãng, bạn sẽ phải nằm trong danh sách chờ từ 3 năm trở đi về các phiên bản thép. Hiện có mặt trong video này là mẫu đồng hồ Rolex Daytona 116503 với mặt số khảm trai. Thực tế thì mẫu 116503 đã có mặt tại Gia Bảo Luxury vào thời điểm trước, nhưng trong mặt số màu đen. Và đây cũng là lý do để ngày hôm nay chúng ta sẽ điểm qua các điểm khác biệt trên hai mẫu đồng hồ này. Đâu là lý do khiến cho đồng hồ Rolex Daytona 116503 được nhiều người yêu thích đến vậy? Hãy cùng tìm câu trả lời thông qua một phần lịch sử, cụ thể hơn là về cái tên Daytona. Trên những chiếc đồng hồ ban đầu không hề có sự xuất hiện của chữ Daytona, mà phải hai năm sau đó, tức là vào 1965, Rolex mới thêm Daytona là tên chính thức của dòng đồng hồ này. Daytona là tên một đường đua xe và giống y như số phận mẫu đồng hồ này. Hiện đường đua Daytona đã được thay đổi khá nhiều, đáp ứng nhu cầu của bất kỳ vận động viên đam mê tốc độ nào. Quay ngược thời gian vào năm 1902, đường đua Daytona Beach Road Course đã được khai phá để từ đó hàng loạt những kỷ lục về tốc độ bắt đầu được ghi nhận. Một trong số đó là kỷ lục đến từ tay đua chuyên nghiệp Sir Malcolm Campbell khi mà anh chinh phục kỷ lục 206 dặm tương đương với 331 km/h trong chiếc xe Bluebird tại đường đua Daytona vào tháng 2 năm 1928. Và chính điều này đã dẫn Rolex sử dụng cái tên Daytona đầy biểu tượng trên mặt số đồng hồ sau gần 40 năm và anh chàng tay đua chuyên nghiệp này cũng là một trong những đại sứ đầu tiên của thương hiệu Rolex. Và sự có mặt vào năm 1963, những gì Daytona trải qua đó chính là một câu chuyện dài, chạy từ con số 0 đến khi trở thành một chiếc đồng hồ biểu tượng. Và cho đến nay là sự lựa chọn của hàng loạt người nổi tiếng hay những người sưu tầm model mang mã hiệu 116503 được Rolex giới thiệu vào năm 2016, cùng năm mẫu đồng hồ Daytona REF 116500LN với vành gốm ceramic đầu tiên được giới thiệu. Rolex đã dành 16 năm để nâng cấp phiên bản đồng hồ Two hai chất liệu ra đời năm 2000, Daytona 116523 và thay thế hoàn toàn bằng dòng đồng hồ hiện đại Rolex Daytona REF 116503. Để đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng, Rolex đã tung ra khá nhiều biến thể nội theo dòng đồng hồ 116503. Sự khác nhau trong mỗi biến thể đến từ chính mặt số đồng hồ, còn các chi tiết thuộc bộ vỏ khung, dây đeo, khóa là đều được giữ như nguyên. Mặt số có thể khác nhau từ màu đen hoặc trắng, bề mặt, ly, trải tia hay là khảm trai, hoặc thậm chí là các cọc chỉ giờ, dạng quang hay là kim cương. Tiếp theo thì hãy xét về hai mẫu đồng hồ Rolex Daytona RF116503. Tương tự như ba mẫu đồng hồ Daytona hiện đại khác, mẫu 116503 có bộ vỏ khung dáng Oyster 40mm có khả năng kháng nước 100m nhờ vào hệ thống nắp kín, núm và nút bấm vặn chặt vào trong vỏ khung. Dòng đồng hồ này sở hữu vành benzo từ vàng bên trên bộ vỏ bằng thép Oyster Steel. Những nút bấm chronograph và núm điều chỉnh bộ kim bên trong mặt số đều được làm từ vàng. Khi đeo đồng hồ trên tay, dây đeo Oyster với 3 mối nối hình chữ nhật trên chiếc Rolex Daytona này sẽ ôm trọn cổ tay. Sức nặng của hai chất liệu vàng và thép là vô cùng hợp lý, không quá nặng cũng không quá nhẹ. Phía cuối dây đeo là khóa gập Oyster Class đã được tích hợp hệ thống EasyLink, độc quyền của Rolex. EasyLink vốn là một sáng tạo riêng của Rolex, cho phép người dùng nới rộng dây đeo lên tới 5mm nếu như có nhu cầu chỉ bằng các trượt nhẹ. Mặc dù cùng chung tham chiếu 116503, nhưng dường như thiết kế của hai biến thể có mặt tại gia bảo Luxury lại hướng tới hai phong cách khác nhau. Phiên bản mặt số đen với những cọc chỉ giờ phủ chất phát quang. Chromalight dường như dành cho những ai đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ đậm chất thể thao. Còn với phiên bản mặt số khảm trai, có lẽ vẻ đẹp trang nhã và khá sang trọng đều do bề mặt khảm trai hay 10 cọc chỉ giờ từ kim cương mang tới. Đặc biệt ấn tượng về độ bắt sáng, chất liệu khảm trai đã được Rolex chế tạo để phản xạ tốt hơn. Nhưng tôi vẫn thích những mắt số đồng hồ Daytona truyền thống, nên vẻ đẹp thể thao được giữ lại trên chiếc Daytona 116503 với mặt số đen sẽ thu hút tôi hơn. Thuộc dòng đồng hồ Daytona hiện tại, Bên trong mẫu ref 116503 là bộ máy chronograph mang tên 4130, có thể vận hành chính xác với sai số là trừ 2 trên cộng 2 giây một ngày. Sự nâng cấp hơn hẳn với bộ máy tiền nhiệm là 4030 trước đó. Nhằm cải thiện, hiệu suất, khả năng chống sốc cũng như kháng tử, Rolex đã trang bị cho Caliber 4130 dây tóc xanh chrome cải tiến về dây tóc mới nhất của hãng. Và với những bộ máy được sản xuất kể từ năm 2015, bao gồm bộ máy 4130 có trong mẫu đồng hồ Rolex Daytona 116503 sẽ được nâng thời hạn bảo hành lên tới 5 năm mà không phải 2 năm như trước đây. Và đó là những điều thú vị xoay quanh hai mẫu đồng hồ Rolex Daytona cùng mang mã hiệu 116503 mà gia bảng Luxury muốn gửi tới các bạn trong video ngày hôm nay. Hãy nhớ để lại comment ý kiến, bình luận và đánh giá của các bạn để cùng trao đổi với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và đừng quên theo dõi những video lần sau nhé.